mà em mà về nó tụi nó bán ở bển á là tụi nó phải pha. Đâu, không phải pha mà nó làm đồ giả luôn. Đồ giả dán nhãn hiệu thì nó vừa bán đồ thiệt đồ giả cái nó trộn lộn nha. Nè nè. Xuân á. Nó có cái bà đó đi về Việt Nam một năm hai lần cứ dầu thơm sale 15% nó gọi bả nó mua một đống. Nó gọi Xuân á cái bà đó gọi Xuân mua một đống, đóng một thùng về. Mấy đứa em á mà. Không. Nó pha một chai. Nó pha ra phải không? Em bả thì cách pha từ xưa tới giờ em bả toàn là cái tiêu bà chị ở bên đây rồi. Cái hình nãy đẹp quá, tôi định không được. Tự nhiên nó chen vào chính giữa nó ôm hai người luôn. Cái hình nãy quá đẹp luôn. Ôm lại đi con. Ôm ba mẹ. Ôm ba mẹ chụp hình cho. Còn em giữa con. Thì nó ôm phải trả tiền chứ. Ôm hồi nãy đó con. No. No. No, nó biết con cá đó là kêu kho nó ăn đó. Lúc lúc nhỏ này tập ăn để nó cho ăn gì ăn đó coi như mà bắt đầu đi học rồi đi đậu ở tầm là đó như là nhưng dân thì thôi chưa còn hỏi được chỗ ăn à. Vô trường học ăn cái đó với gì nhà chê rồi nhà. Chị Hai ơi. Chị Hai ôm mèo ấm anh Hai giùm cá chị. Làm kỷ niệm. Ôm cá cái. Yes. Cũng như tao nhớ cái cô Hương mày á, Út á, bà ăn các làm kỷ niệm bà ăn các á, bà nói bà ăn các cá rô không mà, ủa ăn cá biển không chứ không ăn cá đồng phải không? À, có nhiều người cô Hương á, cô của mày á, bà tôi hồi xưa là bà ăn các cá biển à. Mấy miếng dữ vậy? Ở với chị giờ chị sợ mỗi lần làm gì một trái một à. Trái là trái không dám làm nhiều. Làm trái cũng tương em bỏ. Cái gì tới mẹ tôi còn không thèm ưa. Con là ai? Con ai? Con của Tâm Hiền đó. Con Tâm Hiền á? Thằng Hình á. Thằng chóc chóc á. Cái máy quay phim đó. Mà cứ chúng tôi quay phim đi. Thêm quay xong rồi thêm để đó. Là nó có nút bấm chụp hình. Mà khi ta thấy cái tấm này được á, bấm nút chụp hình. Ủa tên gì mà Mộng Nguyễn hay Mông Nguyễn? Tên Mộng hả? Mộng Nguyễn. Tao không biết rồi, không phải mày. Hoài Mộng, Hoài Mộng. Hoài Mộng mà bây giờ nó đưa cái cặp nó vô là cái của khác. Tao vô tao thấy rồi, không phải. Để chữ Mộng Nguyễn mà chụp hình cánh đồng lúa thôi, không thấy gì chưa? Tao hôm qua chụp cái hình vợ chồng nó đưa lên mà nó cũng của kết mà tao không thấy, không phải của Chính. Chính là Hoài Mộng hay gì đó. Chính Chính ơi, lâu quá tôi không thấy thím có một tấm ôm eo ớt của cậu Chính đó. Một cái gái là có thiệt đưa lên. Ôm thử cái làm kỷ niệm đi. Còn cũng biết. Nhiều bôi bánh biết mình mà mình không biết. Bà già mà má thích ăn đồ vịt à, má thích ăn vịt lắm, bởi vậy má luộc cho cậu Tám ăn nè. Vịt má đây là chuyên gia mù câu, không câu như vậy đúng không? Câu về là con sau này con Nhung nó cũng ăn, và Nhung nó sau này nó ăn cũng do mặt nó đẹp lắm. Nhà của mình dịch luôn, đắp cái nhà cái đắp đẹp luôn. Mình uống hai ba cái. Má mày nói tưởng là tao ăn khô bò mà trời ơi khô bò ở đây làm ăn dở khí bà. Khô bò này hả? Khô bò này dở. Khô bò trái cây mà sao? Khô bò kia còn chưa thấy gì, ăn khô bò vua. Ở vậy bữa ăn ăn cái này không ngon. Khô bò này dở. Danh á, nó nuôi gà. Nó kêu nó 3 hay 4 con hả? Chắc con gà lên mức mẹ cho một câu của con là ốc. Cái này má ốc đến còn đâu nữa con gà tôi ăn con cái một câu cắt cái nó mặn người Mỹ, nó mặn cái đó, ở chỗ này, quỷ, trời,
cây vô nó nào hơn rồi. Lúc này kho đồ vững rồi nó chạy. Ông Nguyễn mới chín mà mẹ đã kem vậy đó. Ờ nước này mới chín đó. Nhiều lắm. Còn 8 giờ cậu có tất cả là 8 cái đi nhéo nữa cậu. Còn chị Châu á, cậu hỏi đó tới retire cái sắp nửa retire rồi. Lâu lâu cậu bấm vô nhớ mấy cái đứa cháu của cậu. Còn đó nó còn mấy năm nữa là chứ nhiêu. Bây giờ đến giờ nhắm mắt là cũng xong. Không rõ mắt. Nó bằng tuổi anh hai á, tuổi thấp luôn. Nhỏ là chúng nhỏ là sao nhỏ hốt con nhỏ còn tao thấy còn hộp tao thấy còn nè Quỳnh Đạt Quỳnh Nguyễn là thằng Thận á thận Thận Đã hả Quỳnh dạ, ép kim cương vô chưa con có ép kim cương vô rồi kim cương mấy ngày nay kim cương nữa kim cương mấy ngày nay chắc đi Đà Lạt có bỏ hình quá trời luôn mấy ngày nay đi Đà Lạt có bạn bè cái bỏ hình quá trời hả hả mới bỏ hình hút kim cương cặp cỡ anh Tân Gá thành cái niệm cặp tao không mới biết cả cặp kim cương tao đâu không giờ thôi chứ vậy chứ khoảng khoảng 20 năm tới này cậu nhìn lại cái video này cậu sẽ cảm ơn tôi đó lá ối nè nói mà không được nha được mấy bậy tao mới 30 năm mới được mày 30 năm hả người tại tao sao mấy thì tao cũng bằng ông ngoại mày cũng 90 tuổi mày mày định chùa ẻm đâu mày thì năm nay cũng sao mấy giờ còn 2 năm nữa hả chứ mấy cho nó nhiêu mày nhậu mấy sống dai nhậu yêu quá sao sống dai nữa một ngày á là bây giờ này phải đổi qua uống rượu đừng uống bia nó phá bao tử. Cứ mua rượu mắc tiền nhất á, ngày uống ăn xong uống 2 cốc vô. Ở đâu có mày? Cái đó là rẻ lắm á cậu. Ở đâu có. Uống 2 cốc này nè. Mà cậu ơi, rượu đó mà, đó. Mà chính là tôi tiếc quá, tôi làm kỷ niệm mà cậu mở không chịu lại ôm anh cậu chín một cái giùm tôi một cái. Thôi mệt quá. Mà, ơi. Ở trước không có lầu á, có chứ có lầu chín nghe nó ra nó nhảy lầu liền. Ở đây có chỗ nào cao nhất vậy? Ôm đi. Quyển sao? Quyển nào kia gì á? Rồi hôm nào á, quyển qua tái tắm, hớt tóc thôi nha. Còn dưỡng nữa. Mời Chính ơi, ôm dùm cái nè, mời Chính ơi. Này con trai hớt nè, không biết ôm chắc nghe. Mời Chính ôm cái nè, dùm ơn mở. Mấy quyển con chưa rồi nè. Rồi ra ngoài, con trai hớt nè. Ừ, cái nhỏ, con Chính á. Ôm cái coi mở please ôm cái coi ăn cái gì vậy ôm cái coi dưỡng tóc kiểu này em nói trai lớn được nhờ trời đi ơi. Làm nuôi má mi lâu lâu tôi làm kỷ niệm 20 năm tới nha mở nhìn vô mà cảm ơn tôi đó mẹ đâu mày dưỡng tóc em thui rồi mẹ trời tôi nói rồi tôi nói cái kiểu này là trai lớn chị treo cho mười ôm cái coi trời ơi trời uổng dễ sợ luôn đưa lên mục đích là cái này không phải là kỷ niệm rồi đưa lên mục đích là không còn kỷ niệm nữa đâu ơi nhưng mà chỉ có đưa lên đó mới giữ được lâu thôi cậu đưa lên gì vậy cái đưa mà khai mình có đâu còn mấy nữa đâu đưa khai mình giữ được không có gì đâu giữ được nhưng mà cậu không biết khác quần sao cậu vô của bạn là như vậy là mới có riêng tư chứ còn mình đưa lên pháp lý là mọi thứ mọi cái gì nữa nhưng mà cậu dễ ác sẽ cậu vô được còn phai mà cậu vô đâu được đâu không hello chào thì của mình vô được chứ có gì đâu dạ đâu khổ nhưng mà tôi vô được chứ cậu vô không được thì cái đó là anh làm kỷ niệm với tụi em đâu có làm kỷ niệm tại vì mở được lắm anh xuân âm ti chất độc hại này uống chẳng có chi tại sao ta cứ ghi vào trong đó rồi khóc lên vài câu.
bóng gió. Tôi cũng muốn chạy đâu nhưng chỉ tàn quá buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.